Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 25 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toàn trao huy hiệu Đảng và tặng quà Tết tại huyện Tiên Lữ, huyện Phù Cử. Thêm 23 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm. Hưng Yên tổ chức 8 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024. Bảo vệ và phát huy giá trị bảo vật quốc gia bia Đại Bi Diên Minh Tự thời Trần ở huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024 và đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Giáp Thìn, chiều nay đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đến trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt mùng 3 tháng 2, tặng quà Tết các gia đình chính sách người có công tại huyện Tiên Lữ và huyện Phù Cử. Cùng đi có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại huyện Tiên Lữ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt mùng 3 tháng 2, tặng quà Tết đồng chí Lê Hữu Duy, 93 tuổi, tại thôn Tam Đông, xã Hưng Đạo, thăm tặng quà đồng chí Trần Hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, 94 tuổi, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, nguyên là chỉ huy trưởng đoàn vận tải thủy công ty xây dựng thuộc Bộ Giao thông Vận tải tại thôn Dung, xã Hưng Đạo. Thăm tặng quà bà Phan Thị Gái, 100 tuổi, là vợ liệt sĩ Hà Văn Xuyến, thôn Trịnh Mỹ, xã Ngô Quyền. Thăm tặng quà ông Nguyễn Văn Lập, 75 tuổi, thương binh, thôn Dị Chế, xã Dị Chế. Và đồng chí Trần Văn Toàn, 99 tuổi, huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, nguyên là cán bộ bệnh viện 7 Hải Dương ở thôn Phí Xá, xã Lệ Xá. Tại huyện Phù Cử, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng quà Tết đồng chí Phạm Kim Xuyến, 99 tuổi, tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao. Tại các nơi đến trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và tặng quà Tết đồng chí Trần Quốc Toàn ân cần hỏi thăm sức khỏe các đồng chí đảng viên cùng toàn thể gia đình. Đồng chí chúc mừng ghi nhận những đóng góp của các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu đối với Đảng. Đây không chỉ là vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình các đảng viên, mà còn là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Đồng chí chúc các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng và các gia đình chính sách người có công với cách mạng đón xuân mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quyết định số 238 ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 về quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm. Các đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Hồng Vận yêu cầu trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các cấp cùng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và những nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội tới toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức của sở ngành và đơn vị trực thuộc. Tập trung rà soát nhiệm vụ, trong đó phối hợp giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc nhân dân quan tâm. Các đơn vị phối hợp cần đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính chủ động, đưa công tác phối hợp vào chiều sâu, đặc biệt là tạo chuyển biến quan trọng trong việc hướng công tác về cơ sở, hướng hoạt động vào thực tiễn của địa phương để khơi dậy các nhân tố tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và xem xét, xử lý những tập thể cá nhân gây hậu quả xấu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Hôm qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên tổ chức đại hội bất thường khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Một trong những nội dung quan trọng của kỳ đại hội bất thường là báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến tham gia và dự thảo điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy ghi nhận và biểu dương những kết quả Liên minh Hợp tác xã tỉnh đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2020-2023.
đánh giá cao các nội dung của dự thảo điều lệ do Ban chấp hành khóa 6 soạn thảo, đồng thời yêu cầu thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về luật Hợp tác xã năm 2023, tập trung củng cố xây dựng tổ chức bộ máy vững mạnh, tiếp tục tổ chức phối hợp đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thành viên hợp tác xã, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ hợp tác xã xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể các địa phương hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Sáng nay, Hội đồng thẩm định xét công nhận các xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tiến hành xét công nhận cho 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu đợt cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Tại hội nghị, có 17 xã đề nghị xét công nhận nông thôn mới nâng cao và 17 xã đề nghị xét công nhận nông thôn mới kiểu mẫu đợt cuối năm 2023 trên địa bàn 8 huyện thị xã, trong đó có 7 trên 17 xã được các sở ngành đánh giá đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, 12 trên 17 xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã còn lại vẫn tồn tại một số tiêu chí còn non, kém, chưa đạt như tiêu chí về quy hoạch, nghèo đa chiều, cơ sở vật chất, văn hóa. Kết quả, đã có 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm xã Phú Xá, Nghĩa Dân của huyện Kim Động, xã Việt Hòa, Bình Kiều, Hàm Tử, Nhuế Dương của huyện Quái Châu, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, xã Tân Lập, Thanh Long, huyện Yên Mỹ. 14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, gồm xã Minh Tân, huyện Phù Cử, xã An Viên, Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, xã Thuần Hưng, Đồng Tiến, Tân Châu, Ông Đình, huyện Quái Châu, xã Nghĩa Hiệp, Lưu Xá, Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, xã Cửu Cao, Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào. Hưng Yên hiện có tổng số 102 trên 139 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, chiều nay tại trụ sở huyện ủy Phù Cử, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình tặng quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tại chương trình, đồng chí Trần Văn Khải, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, thăm hỏi tặng quà 50 công nhân trên địa bàn huyện Phù Cử. Đây là các công nhân có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực lao động sản xuất của 5 đơn vị là Công ty May Thiên Sơn, Công ty May Mặc EHVKAHT, Công ty May Bách Khoa, Công ty Hải Hà, Công ty Fashion Sosnet, mỗi suất quà trị giá 1.300.000 đồng. Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, đồng chí Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội đã gửi lời chúc năm mới tới toàn thể đoàn viên, người lao động và mong muốn sang năm mới các công nhân, người lao động tiếp tục nâng cao tay nghề, nỗ lực sản xuất, góp phần xây dựng quê hương thêm giàu mạnh. Sáng qua tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 3 chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí trung ương và các cơ quan báo chí của 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 3. Năm 2023, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã phối hợp với các địa phương trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân các địa phương trên địa bàn các tỉnh, thành phố hiểu hơn về lực lượng vũ trang quân khu 3 trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Đặc biệt là phối hợp tuyên truyền nhanh kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội và lực lượng vũ trang quân khu 3. Các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu đã phối hợp với các cơ quan báo chí đăng tải gần 8.000 tin bài phóng sự trên các sản phẩm báo chí, phát hàng trăm chương trình phóng sự truyền hình, video clip và chương trình phát thanh. Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Chính ủy Quân khu 3 yêu cầu năm 2024, báo Quân khu 3 đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí về các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, đại hội thi đua quyết thắng các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu 3 giai đoạn 2019-2024 và các hoạt động khác. Để đảm bảo số lượng tân binh, những năm qua xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt trong công tác tuyển quân. Năm nay xã Hồ Tùng Mậu có 306 công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua các lần khám tuyển, có 19 thanh niên đủ điều kiện phát lệnh nhập ngũ. Tất cả các thanh niên này đều viết đơn xung phong nhập ngũ. Bên cạnh công tác tuyên truyền vận động, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã hỗ trợ việc khám sức khỏe đối với những thanh niên đi làm xa,
không về quê đúng thời điểm diễn ra các đợt khám tuyển hoặc khám lại với những thanh niên chưa đủ điều kiện vì lý do khách quan. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thực hiện đúng phương châm tuyển người nào chắc người đó, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật. Nhưng năm qua, xã Hồ Tùng Mậu luôn đảm bảo đủ số lượng tân binh được ra. Từ năm 2021 đến nay, nhiều tuyến đường liên thôn xóm tại huyện Phù Cử được mở rộng nâng cấp. Qua được thành quả trên, người dân toàn huyện đã hiến khoảng 65.000 m2 để làm đường. Khoảng 1.000 hộ dân đã hiến 65.000 m2 đất thổ cư và đất nông nghiệp để mở rộng 20 tuyến đường liên xã liên thôn với tổng trị giá ước khoảng trên 200 tỷ đồng. Tiêu biểu như đoạn đường thôn Phạm Xá, xã Bình Tiến dài trên 3,5 km nối từ đường DH80 tới đoạn DH85. Đường DT378 tại thôn Hạ Đồng, xã Nguyên Hòa dài 2 km, đường thôn Khả Duy, Đại Duy, xã Đoàn Đào nối ra quốc lộ 38B dài 3 km. Đường từ thôn Hoàng Các tới đường DT386 tại xã Tiên Tiến dài 2 km. 100% tuyến đường huyện đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện và kết nối tới trung tâm hành chính của xã thị trấn. Tỷ lệ mặt đường được nhựa hóa hoặc bê tông xi măng đạt 100%. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, các đơn vị thi công những tuyến đường đang hối hả trên các công trường để đáp ứng mục tiêu phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện trong dịp Tết, cũng như khi có mặt bằng thì kịp thời tập trung nhân lực máy móc thi công, đảm bảo khối lượng và tiến độ giải ngân theo kế hoạch ngay từ đầu năm. Còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết, các đơn vị thi công đường bên của đường nối hai cao tốc phải hoàn thành theo kế hoạch đã cam kết với tỉnh và phục vụ nhân dân đi lại dịp Tết. Trong các tuần của tháng 1 này, gần 20 mũi thi công của tập đoàn Xuân Trường vẫn đang tập trung làm với tinh thần vượt nắng thắng mưa để đảm bảo tiến độ. Có những công nhân dù nhà chỉ cách nơi làm việc 50 cây số nhưng hơn một tháng nay vẫn chưa về thăm nhà. Tối cũng làm, nghĩa là làm 3 ca trong ngày đấy. Đến 3 giờ sáng bắt đầu mới được huy động tối đa hết tất cả các phương tiện máy móc và nhân lực để phục vụ cho công trường. Có những công nhân ở xa, có khi mấy tháng mới tranh thủ về được. Còn đối với dự án thành phần 2.2, đường song hành của đường vành đai 4, mới đây, ngay khi có mặt bằng và đường vào, nhà thầu là công ty Lizen đã mở thêm một mũi thi công tại huyện Văn Lâm để đẩy nhanh tiến độ san lấp, làm nền đường và thi công trong điều kiện có mặt bằng đến đâu sẽ bố trí máy móc để làm. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của nhà thầu chính là việc giải phóng mặt bằng còn sôi đỗ giữa các vùng và chưa có công vụ để tập trung nhiều phương tiện máy móc san lấp nền đường và thi công. Bởi hiện nay, việc thiết kế đường công vụ mới đang được các đơn vị tư vấn triển khai. Nếu như mà có được cái đường công vụ thì vật liệu có thể tập kết một vài điểm chính và sau đó là thiết bị thi công ở trong hành lang của dự án và trung chuyển như vậy thì sẽ giảm bớt được tiếng ồn, giảm bớt được cái bụi ra ngoài môi trường. Đây cũng là thời điểm mà chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên và Ban Quản lý Công trình Giao thông tỉnh đang tập trung đốc thúc các đơn vị thi công, tổ giám sát và tư vấn đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm. Bên cạnh đó là đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động. Ban Quản lý Dự án của Công trình cùng với các cán bộ, kỹ sư, các đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu đã tổ chức triển khai đồng loạt các biện pháp đảm bảo chất lượng từ ngoài hiện trường cho đến các văn bản liên quan đến chất lượng hồ sơ pháp lý và hồ sơ hoàn công công trình. Chúng tôi đã phối hợp với nhà thầu làm 3 ca 4 kíp vượt nắng thắng mưa triển khai đồng loạt để phục vụ tiến độ thi công của các đơn vị, nhất là trong cao điểm thi công vào những dịp vào cuối năm mà được chủ đầu tư lãnh đạo sở thông là giao cho đơn vị để đảm bảo làm sao tất cả các hạng mục, các khâu kiểm soát chất lượng đáp ứng được yêu cầu và quy định trong hoạt động quản lý đầu tư. Vì đảm bảo tiến độ công trình để kịp thời phục vụ cho người dân đi lại thuận lợi trong dịp Tết Nguyên đán mà các đơn vị thi công vẫn đang tập trung cao nhất cả về phương tiện nhân lực, làm việc với tinh thần 3 ca 4 kíp trong cả điều kiện thời tiết không ủng hộ là những gì đang diễn ra tại một số công trình giao thông trọng điểm của Hưng Yên trong những ngày qua. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa thông báo tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024 tại 8 điểm ở 7 huyện thị xã thành phố.
Điểm bắn pháo hoa tại quảng trường Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên sẽ có số lượng nhiều nhất với 180 dàn, ít nhất là tại hai điểm bắn pháo hoa ở nhà văn hóa huyện Văn Lâm và huyện Ân Thi với 90 dàn mỗi nơi. Huyện Văn Giang có hai điểm bắn tại khu nhà ở phố mới với 120 dàn và tại khu đô thị Ocean Park 3 với 100 dàn. Thị xã Mỹ Hào có một điểm tại khu vực cổng Ủy ban nhân dân thị xã với 120 dàn. Huyện Yên Mỹ tổ chức tại nhà văn hóa huyện với 150 dàn. Huyện Quế Châu tổ chức tại khu đô thị mới Dân Tiến cạnh đường DH57 với 120 dàn. Thời gian bắn là 15 phút đêm giao thừa, Tết Nguyên đán Giáp Thìn, kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa của các địa phương. Pháo hoa nổ tầm thấp có đường kính không lớn hơn 90mm hoặc tầm bắn không vượt quá 120m. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bắn pháo hoa đảm bảo an toàn đúng quy định, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trước, trong và sau khi bắn pháo hoa. Ngày 10 tháng Chạp hàng năm, người dân thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ lại nhộn nhịp đến đình làng để mừng thọ cho người cao tuổi. Việc làm ý nghĩa trên đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân, qua đó thể hiện sự kính trọng, tấm lòng hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục. Ngay từ sáng sớm, con cháu cụ Ngô Văn Kha đã có mặt đông đủ để đưa hai cụ tới đình làng tham gia lễ mừng thọ. Một năm bận rộn, mỗi người một công việc, nhưng ngày này mọi thành viên trong gia đình đều trở về để tỏ lòng thành kính đối với ông bà, cha mẹ. Niềm vui càng được nhân lên khi cả cụ ông và cụ bà đều thượng thọ ở tuổi 90. Tôi rất là phấn khởi, mong muốn được rèn luyện tâm thế để làm sao thống thêm trên được 15 và tuổi nữa. Nếu mà được nhiều thì được thêm 15 nữa là 100 thì càng tốt quá. Lễ mừng thọ đã trở thành nét đẹp văn hóa của địa phương. Năm nay, thôn Trai Trang tổ chức thượng thọ cho 107 cụ, trong đó có 2 cụ 100 tuổi, 8 cụ 90 tuổi. Ban lãnh đạo hàng năm tổ chức mừng thọ cho các cụ, trao bằng cho các cụ từ tuổi 70, năm nào chúng tôi cũng duy trì đều đặn, chưa năm nào bỏ, để cho các con, các cháu học tập và noi gương, tấm gương của các cụ để đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Mừng thọ là hoạt động thiết thực mà thôn Trai Trang tổ chức nhằm động viên các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích, là tấm gương để giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Nét đẹp văn hóa truyền thống này đã và đang nhân lên những giá trị tinh thần quý báu của những cây cao bóng cả trong gia đình và ngoài xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng huyện Văn Lâm xây dựng kế hoạch, phương án bảo quản, bảo vệ và phát huy giá trị bia đá Đại Bi Diên Minh Tự thời Trần vừa được công nhận là bảo vật quốc gia. Ngày 18 tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận bảo vật quốc gia đợt 12, trong đó có bia Đại Bi Diên Minh Tự, niên đại năm Đinh Mão 1327, niên hiệu khai thái thứ tư triều vua Trần Minh Tông. Bảo vật này đang được lưu giữ tại Ủy ban nhân dân xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. Đây là tấm bia đá cổ quý hiếm duy nhất có niên đại tuyệt đối của thời Trần còn lưu giữ đến ngày nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Bia được làm bằng đá xanh nguyên khối, dạng khối hình chữ nhật dẹt. Chiều rộng 60cm, chiều cao 100cm, dày 11cm. Nội dung văn bia do Samôn Sùng Nhân soạn và Phạm Bồng khắc bia. Lòng bia chép một bài tựa và một bài minh. Bia cũng ghi chép về cảnh đẹp nơi di tích tọa lạc, việc trùng tu và những người công đức vào chùa. Đây là một chứng tích lịch sử về sự phát triển huy hoàng của Phật giáo Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng huyện Văn Lâm xây dựng kế hoạch, phương án bảo quản, bảo vệ và phát huy giá trị bảo vật quốc gia này. Hưng Yên hiện có 8 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 20 tháng 12 năm 2023 đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra 75 vụ, trong đó xử lý 46 vụ với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 390 triệu đồng.
Ngoài xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước, lực lượng chức năng còn tịch thu hàng hóa vi phạm chờ xử lý, ước tính gần 175 triệu đồng. Hành vi bị phát hiện chủ yếu là vi phạm các quy định về nhãn hàng hóa, không niêm yết giá hàng hóa, buôn bán hàng hóa giả nhãn hiệu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có đăng ký kinh doanh và vận chuyển sản phẩm động vật chết, sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y. Thời điểm này, các đội quản lý thị trường đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, nhất là các mặt hàng trọng điểm dịp Tết như thuốc lá điện tử, pháo nổ, pháo hoa các loại, đặc biệt xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.